tất cả các nghệ sĩ đến đây. Chúc vui, tất nhiên sẽ có rất là nhiều tình cảm cũng gặp phải một cái buổi đi tham gia điều kiện hay là một cái buổi mà chúng ta tham gia sự kiện để hát. Ở trên đây rất mong tất cả chị em nghệ sĩ chúng ta muốn chuẩn bị của mình để hát và tinh thần để cùng tiếp tục mong rằng là phiêu lưu ý bên dưới cánh tay của MC Giang Thị Tiến đó là được đội của anh sẽ quý vị Thank you.